Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường Ngũ tâm hướng thiên Có thể cảm nhận được tình cảm vui dưỡng mãnh liệt mênh mông trong cơ thể Trên mặt hắn hiện ra một tia kích động nhắm mắt Vừa dẫn đường pháp lực vận chuyển Vừa thấp giọng lầm bầm Tố khí cửu hồi Chế phách tà gian thiên thú thủ môn kiều nữ chấp quan bảy phách hòa nhu giữ ngã tường an bất đắc vọng động khán sát hình nguyên một lát sau hắn đột nhiên mở miệng nói thi cầu ngưng trước ngưng hạ xuống vô số ánh sáng đỏ trong cơ thể hắn đều biến mất trong thân thể cùng lúc đó lý mộ chỉ cảm nhận trong chân thể tựa như có thêm cái gì lại tựa như cái gì cũng không có nhưng pháp lực trong cơ thể hắn lại ở vừa rồi trong nháy mắt đó tăng trưởng mấy lần. Cái này nói rõ phách thứ nhất đã ngừng tụ. Tác dụng của thi cầu là cảnh giác có thể khiến hắn ở dưới bất cứ tình huống nào đều có thể phát hiện nguy hiểm tiếp cận. Không chỉ có thế, pháp lực tăng trưởng trong cơ thể khi ngừng phách cũng có thể khiến hắn có thể thi triển đạo thuật trước kia không thể thi triển. Lý mộ nghĩ nghĩ một tay nắm một cái ấn quyết tấp giọng mở miệng. Thiên địa vô cực, kiên khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Tái nhất bà tội chảm yêu hộ thần chú, Lý mộ vẫn còn không thể nắm giữ, cương cưỡng ép thi triển khẳng định còn có thể lọt vào cắn trà, nói tới những đạo pháp kia hắn tạm thời còn chưa thể nắm giữ dưới đại đa số tình huống mặc dù thủ thế chính xác lý mộ cần niệm xong một câu hoặc là mấy câu mới có cảm ứng chỉ có đạo đức kinh hắn ngay cả một chữ cũng không niệm ra được tựa như là có cái gì có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn phối hợp thủ ấn tụng niệm riêng một chữ đạo cũng không có hiện tượng lạ xảy ra nhưng nếu khi trong lòng lý mộ có Nghĩ đạo khả đạo, lại thử, lập tức sẽ bị cắn trả quả thực tà môn đến cực điểm. Lý Bộ tạm thời còn chưa dám thử cái này, bấm tay niệm chú một lần nữa thấp giọng nói, Binh! kèng một tiếng, bên tay hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, Cùng lúc đó, thanh hồng kiếm Lý Mộ đặt ở trên bàn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lơ lửng ở trong không trung, thân kiếm ong ong không thôi. Lý Mộ tâm niệm khẽ động kiếm này ở không trung kéo một cái kiếm hoa. Sau đó, theo ý niệm của Lý Mộ, lúc trước, lúc sau, chợt trái, chợt phải. Lý Mộ dối tay liền mang nó nắm ở trong tay. Kiểu tự chân ngôn, chữ thứ nhất là lôi pháp, tác dụng của chữ thứ hai thế mở lại ngự khí, đạo môn có một thần thông tên là triều lai nhĩ khứ tên như ý nghĩa thần thông này có thể cách không khống chế đồ vật cần ngưng hồn cảnh mới có thể thi triển mà trống rỗng khống chế phi kiếm pháp bảo càng chỉ có người tu hành cảnh giới thứ ba trở lên mới có thể nắm giữ chữ chân ngôn thứ hai tồn tại trực tiếp giúp lý mộ xóa đi lệch trời của một cảnh giới này không được hoàn mỹ là lấy cảnh giới của hắn hôm nay khống chế pháp bảo cực kỳ tiêu hao pháp lực chỉ nháy mắt vừa rồi hắn đã cảm giác pháp lực trong cơ thể bị đều rút sạch đầu cũng có chút choáng váng lý mộ thuận thế nằm ở trên giường rất nhanh đã ngủ say một khắc nào đó trong lúc ngủ mơ lý mộ đột nhiên bừng tỉnh từ trên giường nhảy dựng lên mang một cái bóng người thừa dịp hắn ngủ say vụng trộm tới gần bắt lấy để ở trên giường tất cả cái này đều dựa vào bản năng sau đó sau khi bắt được người nọ lý mộ mới cảm giác được cảm xúc không đúng chỗ một tay của hắn đè chặt mềm mại trắng mịn chỗ một tay khác ấn tròn tròn bành lên lý mộ tập trung nhìn vào mới phát hiện bị hắn đè ở trên giường thế mà lại là liễu hàm yên lý mộ bị dọa cho giật mình vội vàng giải thích xin lỗi ta còn tưởng là có người đánh lén liễu hàm yên lấy một tư thế khuất phục bị hắn khống chế ngược lại ở trên giường dãy rộ hai lần chưa dãy thoát cả giận nói còn không mau buông tay người làm ta đau rồi trong phòng ngủ của lý mộ liễu hàm yên ngồi ở trên trước giường lông mày nhíu lại nhẹ nhàng xoa cổ tay vừa rồi bị lý mộ bắt lấy bây giờ có chút phát xanh lý mộ sắc mặt xấu hổ giải thích xin lỗi nhà liễu cô nương ta không phải là cố ý thôi Bộ khoái tính cảnh giác cao cũng là bình thường, Liễu Hàm Miên chỉ vào một hũ canh ở trên bàn nói. Vạn vạn sinh bệnh, ta đun cho nó một chút canh gà cũng đưa tới một bát cho ngươi, người thân thể yếu uống bồi bổ thân thể. Đà tạ Liễu Cô Nương Đây là... Đi lại bình thường giữa hàng xóm, Lý Mộ cũng không có từ chối. Lý Mộ bưng bắt canh, Liễu Hà Miên thì ngồi ở một bên chờ hắn húp xong mang hũ canh về. Lý mộ nếm một ngụm phát hiện canh gà này hương vị thế mà cũng không tệ. Hắn vốn tưởng Liễu Hàm Yên là loại tiểu thư khuê các. Mười ngón không dính nước mùa xuân kia, không ngờ được nàng trừ ca hát dễ nghe, lại còn có tay nghề nấu canh tốt như vậy. Uống mấy ngụm, Lý mộ ngẩng đầu hỏi. Vạn vạn làm sao vậy? Đối với tiểu nha đầu kia thường xuyên ở chỗ hắn ăn trực, Lý mộ vẫn rất quan tâm còn không phải bản thân nó nhát gan, liễu hàm yên thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ nói buổi sáng còn cuốn quyết lấy ta muốn đi xem não nhiệt kết quả thật sự thấy loại trường hợp đó bị dọa trở về liền bắt đầu sốt nếu ngày mai còn không khỏi sợ là phải mời đại phu nhưng nó lại không thích uống nước căn cứ liễu hàm yên miêu tả vãn vãn hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hành hình tâm thần bị kinh hãi loại tình huống này dược vật tầm thường có thể tạo ra được tác dụng rất nhỏ trái lại phù lục đạo gia đối với an tâm ngưng thần rất hữu dụng lý thanh từng cho hắn một cái phù triện như vậy ngoài đuổi quỷ chư ta còn có các tác dụng tịnh tâm đáng tiếc ở thời điểm gặp vài con ác quỷ kia đã hết sạch pháp lực sau khi liễu hàm yên rời khỏi lý mộ cũng đi ra khỏi cửa nhà ăn hôm nay phách thứ nhất ngưng, ngưng, ngưng tụ thành, pháp lực có sự tăng trưởng cũng đã xem như bước đầu nhìn thấy con đường tu hành, có lăng lực viết một ít phù lục đơn giản. Ở trong thần thông pháp thuật tạo môn, phù lục là một chi nhánh lớn quan trọng, chủ yếu lấy phù văn câu thiên địa, có công hiệu giải bệnh tiêu tai, triệu thần hoặc quỷ trấn ma hàng yêu. Phù triện cấp thấp có thể trị bệnh tiêu tai, ngưng thần tĩnh khí phù triện cấp cao thì có uy lăng to lớn không dựa vào đạo thuật đạo môn lục tông phù lục phái cũng chiếm một chỗ lý mộ ra ngoài mua bút mực chu sa giấy vàng chuẩn bị vẽ đạo phù lục thứ nhất trong cuộc đời hắn hắn chọn là một phù lục tên là định thần phù tác dụng chủ yếu của phù lục này đó là an tâm ngưng thần đối với người tâm thần trấn kinh rất có kỳ diệu theo trên quyển sách kia nói vé bùa chủ yếu có ba điểm quan trọng thứ nhất muốn vé bùa trước phải tịnh tâm chỉ có dưới tình huống thanh trừ tạp niệm tư tưởng chuyên chú mới có thể thành công tiến vào trạng thái viết bùa thứ hai đó là phù lục phải liền mạch lưu loát trong phù văn phức tạp có rất nhiều chỗ yêu cầu một nét bút viết thành bất cứ tạm dừng hoặc gián đoạn nào cũng có thể dẫn tới phù lục không có hiệu quả Thứ ba, đó là phải mang pháp lực rót vào phù văn. Pháp lực nhiều một tia, thiếu một tia, viết bùa sẽ thất bại. Lý mộ là lần đầu tiên viết bùa, Lý Thanh không có mặt, hắn cũng không có chỗ thỉnh giáo, chỉ có thể tự mình chậm rãi mò mẫm. Điều đầu tiên hắn phải làm là quen thuộc phù văn định thần phù. Phù văn này do điểm cùng của đường không có chút quy luật tạo thành, nếu muốn liền mạch lưu loát viết hoàn thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần luyện tập lượng lớn lý mộ đầu tiên là lựa dùng giấy trắng cùng mực nước bình thường luyện tập viết phù văn phù lục này phẩm dai không cao nhưng phù văn lại bình phi thường rầm rà nhìn hoa cả mắt hắn tốn hơn một nửa canh giờ mới miễn cưỡng có thể một hơi vẽ xong phù văn sau đó, sau đó phải làm đó là cùng lúc vẽ phù văn ở ngòi bút rót vào pháp lực trong lúc đó, cường độ pháp lực khi vận dụng ngòi bút, tạm dừng gián đoạn hay không, đều là mấu chốt viết bùa có thể thành công hay không. Chuyện này nghĩ có chút thì khó, thực tế thao tác càng khó, đầu óc nhớ kỹ, ánh mắt cũng xem hiểu, tay lại luôn không nghe sai bảo. Lần trước xem Lý Thanh viết bùa đơn giản, Hàn Triết cũng là một lần thành công khi đến lượt chính hắn động thủ, tình huống lại không giống chút nào. Một lát thời gian, hắn đã liên tục vẽ hỏng mười mấy tấm. Phương pháp phán đoán phù lục thành công hay là thất bại rất đơn giản. Sau khi vẽ xong, phù lục có thể lưu lại pháp lực, đó là phù lục thành công. Phù lục pháp lực tiêu tán không khác gì giấy rác. Lý mộ tổng cộng một lần nguyên nhân thất bại ra kết luận là lúc viết bùa, tâm thần hắn không thể hoàn toàn chuyên chú, không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái viết bùa tâm thần không thể thù nhất động tác viết bùa khó lối liền pháp lực sẽ càng sinh ra dao động dẫn tới chế bùa thất bại cũng không phải lý mộ không muốn chuyên chú chỉ là hắn ở lúc viết bùa vừa phải nhớ lại phù văn vừa phải duy trì pháp lực hai thứ đều phải phân tâm lại nào có thể làm được chuyên chú hắn càng muốn viết bùa thành công trong lòng liền càng không thể bình tĩnh trong lòng càng thấp thỏm viết bùa liền càng dễ thất bại hắn tựa như tiến vào một vòng luẩn quẩn mâu thuẫn. Những người giỏi về phù triện chỉ sợ quen thuộc đối với phù văn đã sớm làm được cơ bắp ghi nhớ, Lý Mộ trước mắt còn xa chưa làm được một điểm này. Lý Mộ nhìn một đống giấy bò trên mặt đất bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp. Hắn một tay bấm niệm niệm chú trong lòng mặc niệm. Tâm nhược băng thanh, thiên pháp bất kinh, niệm xong thanh tâm quyết lý mộ sắc mặt bình tĩnh trong lòng không chút dao động đã tiến vào hình thức hiền giả hắn nâng bút chấm mực ngồi bút trên giấy nhanh chóng lứt đi mây trôi nước chảy một lát thời gian lại một lá bùa thành hình ở trong tay hắn tấm phù triện này nhìn như tầm thường không khác gì bùa bỏ đi ở trên mặt đất nhưng cầm ở trong tay liền có thể cảm nhận được pháp lực lưu truyền trong những phù văn kia hắn hiển nhiên đã viết bùa thành công Chế bùa vốn là một chuyện hao tâm tốn sức, liên tiếp thất bại mười mấy lần mới thành công. Pháp lực vốn không nhiều trong cơ thể của Lý Mộ gần như bị tiêu hao hết, đầu cũng trống vắng một trận, vô lực tê liệt ngã xuống trên giường. Văn vãn hôm nay muốn ăn rùi cào, ta gói một chút, người có muốn ăn một chút hay không? Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy giấy bỏ đi đầy đất, cùng với Lý Mộ sụi lơ ở trên giường ngạc nhiên nói người vừa rồi đang làm gì sau đó nàng liền phản ứng lại sắc mặt đầu tiên là đỏ lên sau đó liền trở nên xấu hổ và giận dữ lý mộ đang tuổi tinh lực tràn đầy làm một số việc tuổi này lên làm nàng có thể lý giải nhưng hắn giữa trưa mới mạo phạm mình buổi chiều liền cái này không thể không khiến liễu hàm yên hoài nghi đối tượng hắn ảo tưởng rốt cuộc là ai Mắt thấy sắc mặt của Liễu Hàm Yên từ đỏ chuyển sang trắng và từ trắng chuyển thành xanh, Lý Mộ biết nàng khẳng định đã hiểu lầm cái gì vội vang từ trên giường bò dậy nói. Đừng hiểu lầm, ta vừa rồi đã đang chế bùa. Liễu Hàm Yên hồ nghi nói, chế bùa. Lý Mộ vội vội, vàng, vội, vội vàng vàng giải thích. Vạn vạn không phải tâm thần bị sợ hãi sao, vương thuốc tầm thường vô dụng đối với cô ấy ta liền vẽ một tấm định thần phù sau khi hòa thành nước bùa uống vào lập tức có thể thấy hiệu quả liễu hàm yên nhất thời quên chuyện lý mộ vừa rồi có phải đang thủ dâm hay không kinh ngạc nói người biết vẽ bùa lý mộ nhún vai nói bệnh của ta người cũng biết vì sống sót phương pháp nào cũng phải thử một chút Hắn mang tấm định thần phù thật không dễ dàng gì vẽ xong kia giao cho Liễu Hàm Yên nói. Lá bùa này ngươi mang về, sau khi hòa thành nước bùa để vãn vãn uống, bệnh của cô ấy rất nhanh sẽ khỏi. Liễu Hàm Yên vì giữ dáng, từng thử rất nhiều biện pháp, từng tới đạo quan cũng từng đi chùa miếu, cái gọi là nước bùa cũng từng uống vài lần nhưng không có một lần nào hữu hiệu, sự từng trải của bản thân làm nàng đối với các vật như bùa chú xưa nay đều cười nhạt ngại bởi mặt mũi của lý mộ nàng vẫn nhận phù triện lại không muốn thử ở trên người vãn vãn nhưng sáng sớm hôm sau vãn vãn sốt cao vẫn chưa giảm đi liễu hàm yên vốn tính ra ngoài mời đại phu chạy tới cửa sân lại ma xôi quỷ khiến lấy lá bùa kia ra nàng tuy không tin phù lục nhưng tín niệm lý mộ nàng nghĩ chút vẫn mang lá bùa này hòa thành nước bùa bưng đến trước giường trước vãn vãn nói vãn vãn uống cái này thiếu nữ nằm ở trên giường yếu ớt nói tiểu thư đây là cái gì thuốc liễu hàm yên đỡ nàng nói nhanh uống nó uống nó xong bệnh của ngươi liền khỏi thiếu nữ mở miệng không tình nguyện uống bắt nước đen tuyền này sau đó liễu hàm yên liền thấy được một màn vô cùng kinh ngạc vạn vãn lúc trước còn suy yếu vô cùng ngay cả bò cũng không bò được ở ờ, sau khi uống xong bát nước bùa kia lập tức liền trở thành sinh long hoạt thổ một hơi uống ba bát cháo hoa ăn năm cái bánh bao liễu hàm yên đưa tay sờ sờ cái chán của nàng phát hiện cái chán của nàng cũng không nóng nữa sáng sớm Lý mộ rời giường sớm rửa mặt xong đang chuẩn bị đi nha môn bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở cửa sân nhìn thấy Liễu Hòa Miên đứng ở bên ngoài nàng mang một hộp thức ăn đưa cho Lý mộ mỉm cười nói Còn chưa ăn sáng gì ta giúp người mua chút người ăn xong lại đi nha môn. Liễu mộ nghi hoặc nhìn Liễu Hòa Miên tuy nói nàng mấy ngày nay rất chiếu cố mình nhưng đưa cơm loại chuyện này bình thường đều là vãn vãn làm hôm nay nàng lại tự mình tới nhà điều này làm cho lý mộ không thể không hoài nghi nàng có dụng tâm khác nhưng nhận ân huệ của người khác nhiều như vậy cho dù là nàng thực sự có tận dụng tâm gì lý mộ cũng sẽ không từ chối lý mộ trực tiếp nhìn vào mắt của nàng nói liệu của nương có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi chỉ cần ta có thể làm được liền sẽ tuyệt đối không từ chối liễu hàm yên cũng không vòng vo vò với lý mộ lập tức hỏi phù triện có phải có rất nhiều loại hay không? Lý mộ gật gật đầu, phù triện đạo môn đủ loại, tác dụng lại rộng khắp, chữa bệnh cứu tế, đuổi quỷ trừ yêu loại đó, đại khái chỉ chiếm không đến một phần mười trong đó. Liễu Hòa Miên chờ mong hỏi, cô lại buồn nào sau khi dùng, ăn như thế nào cũng ăn không mập hay không? Lý mộ nghĩ nghĩ nói, cái này thật thật ra không rõ, nhưng có một loại tên là chú nhan phù có thể làm dung nhan người ta không già giữ mãi thanh xuân hẳn là có tác dụng giữ dáng hắn hiểu biết đối với phù lục không nhiều giới hạn bởi quyển sách kia lý thanh cho hắn rất nhiều phù lục cấp cao chỉ có đệ tử phù lục phái mới có thể học tập mà người tu hành vốn có năng lực chú nhan đối với loại bùa phụ trợ này cũng không coi trọng dung nhan không già giữ mãi thanh xuân trong đôi mắt đẹp của Liễu Hòa Miên nở rộ ra hào quang bắt lấy tay của Lý Mộ kích động nói Ta muốn Dung nhan không già giữ mãi thanh xuân chuyện này đối với nữ nhân có dụ hoặc như bùa mê Liễu Hòa Miên dưới sự kích động túm tới mức cổ tay của Lý Mộ cũng xanh một khối Lý Mộ nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải đang mượn cơ hội trả thù hay không Chú nhan phù phù quả thật là có ngoài ra còn có thật chú nhan một ít nữ tu tương đối để ý với bề ngoài của mình đều sẽ tu luyện thuật này, cho nên giới tu hành rất khó thông qua bộ dáng một nữ tử phán đoán ra nàng rốt cuộc là 18 tuổi hay là 80 tuổi. Lý Mộ đại để biết Liễu Hàm Yên vì sao kích động như thế. Nàng khác với Vãn Vãn, nhìn từ thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng, nàng tựa như là loại thể chất rất dễ béo uống miếng nước cũng sẽ thêm một tí thịt kia, bởi vậy nàng mới ăn uống điều độ thời gian dài giữ dáng. Loại hành vi gần như tự ngược này Lý Mộ không tán đồng. Đợi cuộc đời khổ ngắn ăn mặc đi lại là nhu cầu bắt buộc của cuộc sống, nếu ngay cả ăn cũng không thể tùy tiện ăn, vậy đời con người còn có ý thứ gì? Ta muốn lại mùa đó. Nếu Hòa Miên cầm lấy tay của Lý Mộ bức thiết nói người già giá bao nhiêu cũng được Lý Mộ chưa quên mình còn nợ Liễu Hàm Yên 10 lượng bạc nợ nhân tình của nàng càng không thể dùng tiền tài để cân nhắc hắn mang tay mình dãy ra nói nói tới tiền thì không cần chờ ta buổi tối có rảnh thử giúp người vẽ một chút trấn an xong Liễu Hàm Yên Lý Mộ đóng cửa sân lại đi về phía huyện nhà Lý Mộ làm không tệ Trương đại nhân ngày hôm qua chính mồm khen thưởng ba người các ngươi đang thiệt người không có mặt. Ngay cả triệu gia cũng dám động vào bội phục người. Vụ án triệu vĩnh là thời khắc Lý Mộ cùng Trương Sơn Lý Tứ tỏa sáng. Lý Mộ đi vào nhà môn, không ít bộ khoái sai dịch chủ động chào hỏi hắn. Ở bên ngoài nán lại thêm một chốc lát hàn huyền bài câu với mọi người, Lý Mộ mới đi vào phòng trực của mình. Hôm nay phòng trực yên tĩnh hiếm thấy Lão Vương không có mặt Trương Sơn không chơi xúc sắc Thanh Thanh thật thật ngồi ở chỗ của mình Lý Tứ càng hiếm thấy không ghé vào trên bàn ngủ bù Lý Mộ đang cảm thấy nghi hoặc bỗng từ phía sau truyền đến một làn gió thơm thoang thoảng Người được hương thơm quen thuộc này Lý Mộ quay đầu lại kinh khỉnh nói Đầu nhi, người trở về lúc nào vậy? Mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh, hắn liền không hiểu sao thấy yên lòng tựa như chỉ cần có nàng thì không có vấn đề không giải quyết được. Sự thật cũng chính là như thế. Vô luận là phương pháp ngưng hồn chữa bệnh trừ ta hay là siêu tầm ký ức, phàm là lý mộ gặp chuyện gì nàng luôn có thể cho ra phương án giải quyết. Vừa mới về, Lý Thanh nhìn hắn trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia lạ nói, Người ơi, theo ta ra ngoài, Tương Sơn nghi hoặc nhìn Lý Mộ theo Lý Xanh ra ngoài lầm bầm. Đầu Nhi rút cuộc muốn nói cái gì với Lý Mộ vì sao phải tránh chúng ta? Gã lại gã nghĩ lại một chút lập tức liền đoán được nguyên do. Lý Mộ mắc bệnh nặng nào đó trùng hợp Đầu Nhi trở về tông môn một chuyến tất nhiên là tìm kiếm phương pháp giải cứu cho hắn. Trong mấy người tu hành của huyện Nha cũng chỉ có nàng mới sẽ để bụng như vậy đối với cấp dưới nghĩ đến bệnh của lý mộ gã liền từ từ thở dài nói hy vọng đầu nhi có thể có biện pháp lý thanh đi đến ngoài phòng trực nói với lý mộ đưa tay cho ta lý mộ không cần nghĩ ngợi vươn tay lý thanh đặt ngón tay lên cổ tay hắn dẫn đường pháp lực tuần hoàn một vòng ở trong cơ thể hắn lúc này mới buông tay ra có chút ngẩn người nói lúc này mới vài ngày pháp lực của ngươi đã tịnh tiến nhiều như vậy Chẳng lẽ ngươi đã thành công ngưng tụ một phách Lý mộ cười cười nói Mày có lâm nguyện cô nương Bằng không phách thứ nhất ngưng tụ không nhanh như vậy Lý Thanh nhìn hắn trong mắt hiện ra nét tán thưởng nói Vụ án đó ta nghe nói rồi Các người làm không tồi Lý mộ xấu hổ nói Nên vậy mà Duy trì chính nghĩa vì dân giải oan Là chức trách của chúng ta Nói xong hắn cầm thanh hồng kiếm trong tay đưa cho Lý Thanh nói: Thanh kiếm này đầu Nhi thu về đi. Ta bây giờ đã có sức tự bảo vệ mình nhất định. Chuyện ngươi thường ngày gặp nguy hiểm nhiều hơn, so với ta càng cần nó hơn. Lý Mộ hôm nay còn con bài chưa lật tất nhiều cũng không cần pháp khí này phòng thân. Trái lại Lý Thanh vụ án nàng bình thường phải xử lý nguy hiểm hơn rất nhiều so với bọn Lý Mộ gặp được. Thiếu thanh hồng kiếm từ lực của nàng phải giảm hẳn. Lý Thành tiếp nhận thanh hồng kiếm lại nói Người chờ một chút Nàng đi vào phòng trực rất nhanh lại đi ra Mang một cái kiếm khác có chút tương tự với thanh hồng giao cho Lý Mộ nói Thanh kiếm này tặng ngươi Đây là kiếm luyện phách cảnh sử dụng Thích hợp ngươi bây giờ Có nó nếu lại gặp được oan linh tầm thường Ngươi có thể một kiếm chém nó Còn có một kiếm còn có một quyền kiếm phổ ta đặt ở trên bàn phòng trực, người nhớ phải chăm chỉ luyện tập. Cảm ơn đầu nhi. Lý mộ cũng không nói thêm, hắn tuy không muốn nợ người ta cái gì, nhưng cũng sẽ không từ chối tâm ý của người khác. So với màu lòe loẹt từ chối không bằng thản nhiên tiếp nhận, sau đó mang phần tình nghĩa này nhớ ở trong lòng ngày sau tìm cơ hội chậm giải báo đáp hắn đối với liễu hàm yên như thế đối với lý thanh cũng như thế chẳng qua luận thân phận lý thanh cao hơn hắn luận thực lực mười mấy lý mộ cũng không phải là đối thủ của nàng trong thời gian ngắn lý mộ nghĩ ra cơ không nghĩ ra cơ hội báo đáp nàng đi tuần tra đi lý thanh vẫn chưa nói gì thêm chỉ là ở lúc rời khỏi quay đầu bổ sung một câu kiếm tên là bạch ất tuy lý thanh tặng chỉ là vật cũ của bản thân nhưng trong lòng lý mộ vẫn ngọt ngào hí hửng bạch ất kiếm so với thanh hồng kiếm có điều không bằng càng thêm thích hợp với lý mộ bây giờ so sánh với lý thanh hắn pháp lực thấp kém không phát huy ra uy lực thật sự của thanh hồng kiếm Vốn chi pháp khí cần ôn dưỡng quyết định pháp khí mạnh yếu thường thường không phải bản thân pháp khí mà là chủ nhân pháp khí chỉ cần lý mộ thường xuyên dùng pháp lực bồi đắp cho nó nó sớm hay muộn sẽ trở nên giống thành hồng kiếm. Phách thứ nhật đã ngừng lý mộ đã không cần tình cảm vui sướng nữa lúc tuần phố tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều ánh mặt không liếc lung tung trên thân những bà già kia nữa. Tuần tra một vòng cũng chưa phát hiện cái gì khác thường Lý mộ về nhà thay thường phục Sau đó một lần nữa rời nhà Lần trước sau khi đưa bản thảo liêu trai Hắn liền bị vụ án lâm nguyện tác động tâm thần Mãi chưa đi tiệm sách hỏi Thẳng cho tới hôm nay mới có cơ hội Sở dĩ thay thường phục là vì thân phận bộ khoái Thật sự không phù hợp với thiết lập nhân vật sư sinh Lấy viết sách mà sống Điều này là những người đọc sách nghèo túng mặc keo kiệt một chút tương đối phù hợp hình tượng thư sinh nghèo túng đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất quan lại đại chu không thể kinh thương viết sách tuy không tính là kinh thương nhưng ít nhiều cũng sát đường biên của một chút vẫn là thu mình khiêm tốn một chút thì tốt hơn lý mộ trước đi vào tiệm sách đầu tiên đi đến quầy nói giúp ta tra một chút bàn thảo ta lần trước đưa cho các ngươi chọn đúng hay không? Trường Quay liếc mắt hỏi, tên họ, Lý Mộ nói, Bồ Tùng Linh. Trường Quay ở trên một quyển sổ thật dày lật hồi lâu rút cuộc tìm được một dòng lắc đầu nói, Tiểu thuyết của ngươi không phù hợp với yêu cầu của chúng ta, ngươi vẫn đưa là đi nhà khác đi. Bị tiệm sách đầu tiên từ chối bản thảo cũng không ra ngoài Lý Mộ đoán trước, dù sao, thế giới này tiểu thuyết lại trí quái phong phú, tác phẩm nổi tiếng một thế giới khác cũng không khoái. Ở nơi này chưa chắc có thể phục vụ, bụ... ở nơi này chưa chắc có thể phục chế huy hoàng. Với lại, ánh mắt khẩu vị của người đánh giá bản thảo đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Cho nên, hắn chưa mà trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ, mà là đồng thời đưa đi mấy tiệm sách, đi ra khỏi tiệm sách đầu tiên, lý mộ lại hướng tiệm sách thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi một trường hồi lâu đều ngắn như vậy, mới mấy trăm chữ, ngươi viết là tiểu thuyết sao? Có tiểu thuyết ngắn như của ngươi sao? Ta vừa mới bắt đầu đọc đã kết thúc rồi. Đầu mối chính đâu? Đầu mối chính của ngươi đâu? Ngay cả đầu mối chính cũng không có. Ngươi bảo độc giả đọc cái gì? Tên sách này của ngươi không được. Nội dung quá lộn xộn. Vẫn là đi nhà khác xem đi thật ngại qua bàn thảo của ngài tạm thời chưa đạt tới tiêu chuẩn của chúng tôi thu dùng chúng tôi đề nghị chính là cắt thứ này viết xuống chỉ thuần lãng phí thời gian không biết bị từ chối bàn thảo bao nhiêu lần lý mộ từ một tiệm sách cuối cùng đi ra nhìn mặt trời nóng rực ở đỉnh đầu trong lòng thầm than việc tiểu thuyết quả nhiên chỉ còn có con đường chết Hình thức chuyện xưa của liêu trai tựa như cũng không được những tiệm sách này tán thành. Xem ra chuyện kiếm tiền hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Lý mộ đang muốn đi về trường quay của một tiệm sách cuối cùng bỗng nhiên vội vã đuổi theo ra. Thấy hắn còn chưa rời khỏi. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói. Vị công tử này xin dừng bước. Vân Yên Các Lý mộ ngồi ở trên vị trí khách nhân trong nhã gian, Trường quay tiệm sách vẻ mặt định nọt dâng trà khi khách khí nói Công tử mời uống trà Lý mộ nhấp một ngụm nước trà Hương trà mắt lạnh miệng đầy vị ngọt trở lại Hiển nhiên là trà ngon thượng đẳng so sánh với trà nơi này Trà lão vương ở nhà môn mời hắn so với nước sôi nấu cỏ không có gì khác nhau Trường quay trung niên đứng lên đầu tiên là vái một cái đối với hắn nói Vừa rồi là tiểu nhân có mắt không chồng, suýt chút nữa khiến Minh Châu long đong, còn xin công tử đừng trách tội. Vân Yên Các là một tiệm sách cuối cùng Lý Mộ đến, vốn cũng là bị trực tiếp từ chối bàn thảo, nhưng không biết như thế nào ngay tại lúc Lý Mộ chuẩn bị rời khỏi, trường quay lại lại đuổi theo ra thái độ hoàn toàn trái ngược với vừa rồi. Chẳng lẽ là gã rốt cuộc phát hiện giá trị của liêu trai lại chuẩn bị bàn chuyện hợp tác với hắn? Trường quay mặt đầy nụ cười giải thích. Sạch của công tử, tiểu nhân vừa rồi đã xem. Quả thực là từng chữ châu ngọc, cảm động lòng người, khiến người ta tỉnh ngộ. Không biết công tử có hứng thú hợp tác cùng vân yên các chúng ta hay không? Trừ tiệm sách này, nhà khác không phải là chỉ đạo lý mộ viết sách như thế nào, chính là đề nghị hắn trực tiếp cắt. Lý mộ căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn trực tiếp hỏi ra đề tài để ý nhất Thủ lao là tính như thế nào? Trường quay giải thích. Vạn chữ một quyền. Mỗi quyền hai chỉ đến một lượng bạc. Sau khi khắc bản, trừ phí dụng khắc bản nhân công đoạt được lợi nhuận chia 46. Công tử lấy bốn phần trong đó. Ngoài ra công tử có thể lựa chọn trực tiếp bán cho chúng ta. Giá 10 lượng bạc một quyền. Phiêu lưu khắc bản do tiệm sách gánh vác. Nhưng lợi nhuận từ nay về sau cũng thuộc về tiệm sách. Đương nhiên, Công tử còn có thể bán được một quyền Về sau lại làm ra quyết định Chúng ta cung cấp cho ngài nhiều loại lựa chọn Trước khi đưa bản thảo Lý mộ đã từng tìm hiểu kỹ giá thị trường ngày này Cái giá trưởng quay Vân Yên Các đưa ra cho hắn Không thể nói là không cao Giá 10 lượng bạc một quyền Chỉ có danh gia từng viết ra tác phẩm bán chạy Mới có thể lấy được Giống hắn mới vừa vào nghề như vậy Tay mơ chưa có tác phẩm tiêu biểu vất vả viết một vạn chữ cũng chỉ kiếm được mấy chỉ bạc. Chẳng lẽ trường quầy này thật sự có một đôi tuệ nhãn nhìn ra liêu trai nhất định sẽ bán chạy? Lý mộ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định bán ra một quyền trước thử xem. Trực tiếp chia lợi nhuận có phiêu lưu nếu sau khi in ra một quyền lượng tiêu thụ không tốt có lẽ sẽ bị tiệm sách trực tiếp chém eo. Khi đó hắn chỉ có lẽ thể lấy được hai chỉ tới một lượng bạc ngay cả tiền tài liệu vép bùa cũng không đủ. Nhưng nếu trực tiếp lấy giá 10 lượng bạc một quyền bán hết, nữa đâu sách bán chạy, hắn lại sẽ thiệt thòi rất nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là bán ra một quyền trước, quan sát một chút, sau khi trải qua thị trường kiểm nghiệm lại quyết định sau. Sau khi cân nhắc rõ ràng, lý bộ như trường quầy Vân Hiên Các nói, vậy thì bán ra một quyền trước đi. Trường quầy gật gật đầu nói, Tiểu nhân bây giờ đi soạn khế ước. Liêu trai quyển đầu tiên bán 10 lượng bạc thật ra đã ra ngoài lý mộ đoán được rất nhiều. Trường quầy kia là người biết hàng, mấy tiệm xanh khác không phải hỏi hắn đòi lại cương đầu trị đầu muối chính thì trực tiếp bảo hắn cắt đi. 10 lượng bạc này lý mộ tính trả trước cho Liễu Hàm Yên. Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, nhân tình có thể ngay sau chậm rãi trả bạc. Bạc vẫn là trả hết sớm một chút thì tốt hơn. Ký kết xong khế ước, trong lòng Lý Mộ nhét mười lượng bạc tính đi về nấu cơm trước. Liễu Hàm Yên mang vạn vãn phó tác cho hắn đã đáp ứng nàng thì phải nói mà giữ lời. Vân Yên Các Sau khi Lý Mộ rời khỏi, trường quay kia chậm rãi đi đến trên lầu gõ gõ cửa trong phòng nói Cô nương, đều an bài tốt rồi, cho hắn giá cao nhất Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy trong phòng có một bóng người yểu điệu, nữ tử kia đứng ở trước cửa sổ nhìn bóng người trên đường phía dưới. Nói, về sau hắn có yêu cầu gì, tận được thỏa mãn, về sau bàn thảo, hắn muốn nộp khi nào thì nộp, không cần phải đi thúc giục hắn. Rõ, trường quay thở dài nhịn không được nói, nhưng như thế nào chúng ta sẽ thiệt thòi không ít. Nữ tử không cho phép nghi ngờ nói, cứ dựa theo ta nói làm đi Trường quầy trung niên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Dù sao hắn cũng chỉ là một người làm thuê Mà cả tiệm sách này thuộc về nàng Đừng nói cho thư sinh nghèo kia yêu đãi Chỉ cần nàng muốn cho dù là mạng Cho dù là mang cửa hàng tặng cho hắn cũng được Chỉ là khiến hắn không nghĩ ra là Nếu cô nương từng xem văn chương thư sinh đó viết còn chưa tính Nhưng nàng cả ngày xem cũng chưa xem Đã bảo mình đuổi theo kéo hắn về cho hắn yêu đãi tốt nhất chẳng lẽ cô nương coi trọng thật ra là bản thân của thư sinh kia cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng này dù sao phương văn trương tuy viết bình thường nhưng bộ dáng quả thực tuấn tú nhớ đâu cô nương nhìn chúng hắn trong lòng trường quay âm thầm nói cho bản thân về sau đối với vị kia nhất định phải cách khí một chút nếu không ngày sau hắn ở bên ngoài cô nương thổi chút gió ngồi đầu gối đầu Hắn sợ là phải cuốn gói về nhà Lý Bộ Hôm nay vận khí không tệ Chỉ liêu trai quyền thứ nhất Đã bán được 10 lượng bạc Cho dù là về sau thị trường hưởng ứng không tốt Hắn cũng có thể chép một chút thứ khác Hắn đầu tiên là về nhà một chuyến Sau đó cùng vãn vãn ra ngoài Mua một ít đồ ăn Lại mua một con cá Một con gà Lúc này mới trở về nhà Liễu Hàm Yên ban ngày cần bận việc cửa hàng, buổi chiều mới có thể trở về, Lý mộ phát tài một khoản nho nhỏ, tính buổi tối là một bữa cơm ngon để cảm tạ mấy ngày qua nàng chiếu cố đối với mình. Giữa trưa, Lý Mộ cùng Vãn Vãn nấu chút mì sợi đơn giản, Lý Mộ ăn một bát, Vãn Vãn ăn ba bát. Tiểu nha hoàn sức ăn lớn như vậy thật ra cũng không xứng là thon thả, mặt trứng ngỗng tròn tròn béo vừa đủ, dù vậy cũng là Liễu Hàm Yên hâm mộ. Nàng là thời gian dài ăn uống điều độ mới có tỷ lệ dáng người ngày hôm nay, một khi buông ra ăn, dáng người chỉ sợ cũng khó có thể duy trì. Đây cũng là nguyên nhân nàng chấp nhận như thế đối với chú Nhan Phù. Ngày hôm qua lúc vẽ bùa cho vãn vãn, còn lại không ít tài liệu lý mộ về phòng mang chu sa cùng mực, mở ra quyển sách kia tìm được chú Nhan Phù một tờ đó, trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết trong quá trình vẽ bùa ngày hôm qua, Lý Mộ đã tìm được lại một diệu dụng của thanh tâm quyết, chứ có thể giúp hắn thanh tâm quả dục chống đỡ ảo cảnh dụ hoặc khi hắn mặc niệm thanh tâm quyết. Ở thời gian hiền giả tuyệt đối, tinh thần sẽ vô cùng tập trung, rất khó bị ngoại vật phân thân, rất khó bị ngoại vật phân tâm. Loại trạng thái tinh thần cực độ tập trung này ở lúc nhớ văn tự phù văn gần như có thể làm được đã gặp qua là không bao giờ quên. Lý mộ nhìn phù văn chú nhan phù mang từng nét bút từng thời điểm từng đường ghi lại ở trong đầu. Sau khi nhắm mắt một hồi lâu lại mở mắt nâng bút viết bay như nâng bút viết như bay trên giấy. Sau thời gian chén trà nhỏ trên tay hắn liền có thêm một lá bùa ẩn chứa pháp lực. Ngày hôm qua hắn vẽ định thân phù cũng dùng suốt một canh giờ, thất bại vô số lần. Hôm nay khi vẽ bùa trú nhan phù chỉ thất bại ba lần. Thời gian chủ yếu tiết kiệm ở giai đoạn học tập cùng quen thuộc phù văn. Các loại chân ngôn pháp chú đạo ra trong đầu diệu dụng vô cùng, về sau còn phải chậm rãi mổ mẫm. Cơm được xong, ván ván chủ động thu thập bát đũa, Lý Mộ thì trực tiếp trở về nhà môn, Buổi chiều thời tiết oi bức, bọn họ bình thường sẽ ở lại phòng trực, Lý Mộ tiếp tục xem quyển sách nhập môn tu hành kia. Lý Thanh có nhiệm vụ không ở nhà môn, Trường Sơn đi phòng trực của Lão Vương rửa nhục, Lý Tứ ngày đêm điên đảo đi theo lệ thường nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Trên quyển sách này ghi lại chỉ là một chút cơ sở tu hành dễ hiểu pháp thuật thần thông càng thêm cao thâm, ở các tông môn lớn được tôn sùng là bí điển không phải là dễ dàng tiếp xúc như vậy. Nhưng lấy đạo hạnh nhỏ nhoi của hắn bây giờ chỉ có thể thi triển một ít pháp thuật dễ hiểu. trước mặt quan trọng nhất vẫn là ngưng phách giữ mạng. Sau khi hết giờ làm, Lý Mộ vốn muốn, muốn mời Trương Sơn cùng Lý Tứ về ăn cơm. Lý Tứ lấy có việc cần phải làm để từ chối. Trương Sơn thì phải về nhà với lão bà. Lý Mộ chỉ đành trở về một mình. Hắn vừa đi vừa cân nhắc chuyện tu hành hôm nay phách thứ nhất đã ngưng tụ thành hắn có thể làm chuẩn bị cho ngưng tụ phách thứ hai mà phách thứ hai rốt cuộc ngưng tụ cái nào trong lòng lý mộ sớm đã có quyết định tổ hòa người nói vô tâm lý mộ người nghe có ý bốn chữ tọa hoài bất loạn này hắn về sau không muốn từ trong miệng bất luận kẻ nào nghe được đối với một nam nhân nào đó bị nói hình dung như vậy là sỉ nhục rất lớn chỉ có tức âm sinh ra ở trong ai tình khiến người khác cảm kích mình dễ. Nhưng như thế nào để đa số người có cảm xúc sinh ra bi thương, bi thống, thương tiếc, thương hại đối với hắn? Trung Quỳ không thể luôn ở trước mặt Liễu Hàm Yên giả bộ dáng đáng thương. Trước kia lúc không quen, Lý Mộ còn có thể hút nàng một chút. Bây giờ hai người thân quen lưu như vậy, Lý Mộ ngược lại có chút không tiện xuống tay. Lúc sắp đi đến cửa nhà, Lý Mộ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa nhìn phương hướng nha môn kiễng chân chờ mong nhìn liễu hàm yên xa xa vẫy tay đối với hắn trong lòng lý mộ thế mà có chút xúc động nếu mỗi chiều hết giờ làm đều có một nữ tử làm sẵn đồ ăn chờ hắn về nhà như vậy như vậy ở bên ngoài khổ chút mà chút cũng sẽ không tính là cái gì chỉ tiếc nữ tử như nàng nháy mắt kiếm được mấy chục lượng bạc nhất định sẽ không sánh nhất định sẽ không sánh vai với cô vợ nhỏ. Lý mộ đi tới cửa, Liễu Hàm Yên nhìn hắn đi tới mỉm cười nói, đồ ăn đã làm xong rồi, mau vào ăn cơm đi. Trở về trong nhà, Lý mộ nhìn thức ăn bày đầy một bàn, lại nhìn Liễu Hàm Yên nói khó có thể tin nói, những thứ này đều là ngươi làm. Vãn vãn nuốt một ngụm nước bọt nói, Đương nhiên, tiểu thư nhà ta lên được sảnh đường, xuống được phòng bếp, giỏi ca múa, còn tinh thông 18 loại nhà khí, những món ăn này đều là tiểu thư vừa rồi làm ăn ngon lắm vô thự hiến ân cần phi gian tức đạo liễu hàm yên không gian không đạo tự nhiên có việc nhờ sau khi sự kinh ngạc ngắn ngủi lý mộ liền hiểu nguyên nhân nàng ân cần như vậy hắn từ trong tay áo lấy ra chú nhân phủ gấp sẵn đưa cho liễu hàm yên liễu hàm yên sau khi nhận lấy trên vật thiện ra một tia vui mừng lập tức liền hướng phòng bếp chạy đi lý mộ đang muốn tay quần áo công sai lại ý thức được cái gì chạy đến cửa phòng bếp vừa lúc nhìn thấy liễu hàm yên bưng lên một bát nước uống hơi một hơi cạn sạch lý mộ mở miệng ngập ngừng nói chú nhàn phù không phải là dùng như vậy liễu hàm yên đã buông bát xuống kinh ngạc nói vậy dùng như thế nào Gấp lá bùa lại, mang theo bên người là được. Nguyên lý tác dụng của chú nhan phù khác với định thần phù. Một cái là từ ngoài vào trong, một cái là từ trong ra ngoài. Nguyên lý khác nhau, phương thức sử dụng bùa cũng khác nhau. Định thần phù là từ trong ra ngoài, cần đốt thành nước bùa dùng. Chú nhan phù là từ ngoài vào trong, chỉ cần mang theo bên người tự mình sẽ tụ tập linh khí tẩm bổ thân thể liễu hà miên sau khi nôn xong sắc mặt tái nhợt nhìn lý mộ nhỏ giọng hỏi còn không lý mộ có thể lại lấy ra giấy bút một lần nữa vẽ một tấm bùa chú nhan phù gấp lại giao cho nàng nói bùa này dùng được ba ngày ba ngày sau ta lại vẽ cái mới cho người liễu hà miên cẩn thận đặt lá bùa ở vị trí bên sát người lúc này mới mỉm cười nói ăn cơm trước đi đồ ăn cũng sắp nguội rồi trong nhà không có đồ làm bếp liền mượn phòng bếp của nhà ngươi Lý mộ cầm lấy đũa gắp lên mấy miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào trong miệng Nên biết vãn vãn vừa rồi đánh giá đối với liễu hàm yên cũng không có khoa trường Lý mộ tự mình ra tay Đơn giản cũng chỉ là vài loại đồ chấm thịt nướng Cùng với một bát mì mùa xuân Mà giờ phút này mấy món ăn ở trên bàn có mặn có chay Mỗi một món thế mà đều có một phen phong vị khác Liễu Hà Miên gương mặt nhìn hắn hỏi Đã lâu chưa xuống bếp tay nghề khó tránh khỏi gượng gạo Những món này còn hợp khẩu vị chứ Lý mộ phát ra từ trong lòng nói Tay nghề làm bếp của Liễu Cô Nương Lý mộ xấu hổ không bằng Bình thường mà nói nữ tử giỏi ca múa gia cảnh bình thường đều không thấp Đồng thời có thể có loại tay nghề làm bếp như này thì cực kỳ khó có được Liễu Hòa Miên mỉm cười nói Vạn vạn ăn lại đối với tay nghề làm bếp của ngươi khen không dứt miệng. Ta cũng chỉ biết nấu mấy bát mì mà thôi. Lý mộ khiêm tốn một câu, mang mười lượng bạc hôm nay kiếm được lấy ra, đặt ở trên bàn trước mặt nói. Đây, đây là tiền thuốc ngày đó, liễu cô nương xin nhận lấy. Liễu hòa miên cũng không từ chối, sau khi nhận lấy bạc nói. Ta lát nữa bảo vãn vãn đưa giấy nợ tới không nợ nần gì toàn thân nhẹ nhàng tuy nói thùng vàng đầu tiên của hắn tất cả đều dùng cho trả nợ nhưng nếu liêu trai có thể được tán thành cho dù hắn không thể một bộ sách mà giàu to cuộc sống về sau cũng sẽ cải thiện rất nhiều ăn xong bữa tối liễu hoàm yên đi về trước vãn vãn thì lưu lại giúp lý mộ thu thập bát đũa Lý Mộ đối với Liễu Hàm Yên rất tò mò, trên người nàng đã có cao quý lãnh diễm của tiểu thư khuê các, lại có bình dị gần gũi của một cô nương nhà bên hát một bài hay, làm đồ ăn ngon, một nữ tử yếu ớt, một mình mang theo một tiểu nha hoàn. Liền dám rời xa liền dám ở nơi xa lạ sông pha, phần dũng khí cùng quyết đoán này rất nhiều nam nhân cũng không có, ở trên người thiếu nữ càng thêm hiếm thấy. Lúc cùng nhau rửa bát, Lý Mộ hỏi vãn vãn, vãn vãn, người cùng tiểu thư nhà ngươi trước kia sống như thế nào, vì sao sẽ đến Bắc quận? Trước kia ở Trung quận, vãn vãn mang bát rửa xong đặt ở bàn nói, tiểu thư nói cuộc sống ở Trung quận quá mệt mỏi, ăn cơm đắt, nhà cửa đắt, son phấn đắt, cái gì cũng đắt, vì thế chúng ta liền chuyển đến Bắc quận. Lý Mộ lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi không có người nhà sao vãn vãn nói người nhà của tiểu thư chính là ta lý mộ nói ta nói là phụ mẫu huynh đệ tìm muội của nàng không có vãn vãn lắc đầu nói lúc ta được tiểu thư nhật về tiểu thư đã độc thân về sau nghe phường chủ nói tiểu thư là bị bán vào nhạc phường người ở trong nhà hẳn là đã sớm tìm không thấy Lý Mộ cho rằng Liễu Hòa Miên hẳn loa xuất thân mà nhà quyền quý không ngờ nàng lại có sự tình trải như vậy, có trách nàng hát khúc tốt như vậy. Các loại nhà ký đều tinh thông, sau đó nghĩ lại đến cái gì kinh ngạc nhìn vãn vãn nói. Người được nàng nhặt về. Vãn vãn xấu hổ lè lưỡi nói. Lục chạy nạn, cha mẹ chê ta ăn nhiều liền mang ta vứt ở trên đường là tiểu thư mang ta về. Nếu không phải tiểu thư, ta lúc 5 tuổi đã chết đói rồi. Sau đó thì sao? Sau đó tiểu thư ở trên đài ca hát diễn tấu cho người ta, ta giặt quần áo cho các tỷ tỷ của phường nhạc, chậm rãi gom tiền, gom đủ tiền trục thân cho tiểu thư cùng tiền mở cửa hàng thì đến nơi đây. Vốn là có rất nhiều công tử muốn giúp tiểu thư trục thân, nhưng tiểu thư nói dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình ngay cả cha mẹ người thân cũng không đáng tin cậy cũng chỉ là những kẻ kia nhìn chúng sắc đẹp của nàng đợi nàng ra rồi khó coi sẽ bị một cước đá văng ra nghe xong vạn vạn nói lý mộ không khỏi sinh lòng kính nể đối với liễu hà biên cũng không phải toàn bộ nữ tử đều có phần tự lập này mặc dù là thời đại chỗ hắn nữ tử như liễu hà Miên cũng là cọc tiêu của những nữ giới độc lập thời đại mới vạn vạn nói một lúc bỗng nhiên truyền đề tài hỏi tiểu thư có cái bùa gì đó có phải vĩnh viễn sẽ không già đi hay không chú nhân phù tóm lại không phải là thuật chú nhan tác dụng có mức trần đi mộ nói cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không già đi nhưng tối thiểu mười mấy hai mươi năm sau nàng vẫn là bộ dáng như bây giờ vạn vãn cúi đầu vân vê góc áo của mình nhỏ giọng nói là bùa kia có thể cho ta một cái hay không ta cũng muốn giống như tiểu thư ta ta có thể mang tiền riêng của ta cho ngươi hết tiểu nha đầu lừa đảo có thể có bao nhiêu tiền riêng lý mộ cười cười nói ta lạt nữa vẽ cho ngươi một tấm tiền riêng của ngươi vẫn là tự giữ lại mua mất đi mắt tiểu nữ cong lên nói một trăm lượng có thể mua rất nhiều mất được quả lý mộ ngẩn ra một chút B bao nhiêu Tiêu nữ nói «Một trăm lượng, ta gom rất lâu rồi đó». May mà chú Nhàn Phủ không phải là phù triện cao cấp gì, tiêu hao không bao nhiêu pháp lực. Lý mộ sau khi vẽ xong, mang đó rào cho vãn vãn, thấy nàng vui vẻ rời đi, trong lòng âm thầm thở dài. Là một bộ khoái, mỗi tháng chỉ có năm trăm đồng. Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được kẻ có tiền rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hắn chỉ cho rằng liễu hàm yên là phú bà, không ngờ ngay cả nhà hoàn phú bà cũng là phú bà. Nếu hắn có một trăm lượng còn vết tiểu thuyết cái lông, bị nói không đầu mối chính thì thôi, còn luôn bị mắng vừa bôi chữ vừa ngắn. Không phải cuộc sống bức bách ai muốn chịu phần tủi thân và uất ức này. Ngày mai là ngày nghỉ, không cần đi nha môn, cũng không cần phải tuần tra, lý mộ sáng sớm rời giường luyện kiếm nửa canh giờ, sau khi cùng nhau ăn sáng với vãn vãn rời khỏi nha môn đi thẳng ra khỏi huyện thành ngày đó tô hòa từng nói đợi tới sau khi triệu vĩnh đền tội bảo hắn lại đến bên vịnh bích thủy nàng có một vật vẫn muốn tặng lý mộ tuy không biết cụ thể là cái gì nhưng thứ người khác tặng không nhận những thứ người khác tặng không nhận thì uổng là không nhận thực giác nói cho hắn tô hòa tặng nhất định là thứ tốt Nghĩ hắn tuy đã đặt chân tới tới tu hành nhưng so với đám đệ tử danh môn kia thua kém thật sự quá xa người khác tu hành có sư phụ dạy muốn tài nguyên gì cũng có thể từ tông môn thu hoạch hắn là công pháp dựa vào dùng ké trang bị dựa vào tặng tuyệt không thể bỏ qua bất cứ một cơ hội xài miễn phí nào hết đi mãi ra khỏi huyện thành dọc theo đường cái đi thẳng non nửa canh giờ liền đến vịnh bích thủy lý mộ đi một mình ở trên đường khi cách vịnh bích thủy chỉ còn khoảng một cách không xa bỗng dưng dừng bước xoay người nhìn về phía một cái cây to phía sau trầm giọng nói ai ở nơi đó từ sau khi phách thứ nhất ngưng tụ sự cảnh giác của lý mộ đã dần đề cao rất nhiều ngay tại vừa rồi hắn từ phía sau cái cây to đã nhận ra một ký tức làm người ta dựng cả lông tóc lên. Hắn đã miễn cưỡng tính là người tu hành sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy. Cái cây to kia đứng lặng ở tại chỗ nhưng chưa có bất cứ động tĩnh nào. Ánh mắt Lý Mộ nhìn trầm trầm vào cái cây to đó không xa, không bao lâu. Một bóng người cao gầy liền từ trên thân cây bóc ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn Lý Mộ. Bóng người đó cao lớn nhưng cực gầy khi dán ở trên thân cây, màu sắc làn da cùng với quần áo nhất trí với màu sắc thân cây. Giờ phút này từ trên thân cây bóc ra, quần áo trên người biến thành bộ bộ quần áo dài màu xanh bình thường, làn da cũng từ nâu xám khôi phục thành bộ dáng bình thường. Không ngờ được, người cũng là người tu hành. Nam tử cao gầy nhìn Lý Bộ một cái thản nhiên nói. Xem ra sư đệ không nên thân kia của ta chính là chết bởi tay của ngươi nhỉ? Chết ở trong tay của Lý Mộ chỉ có tên lùn kia, triệu ra mời đến, không ngờ đối phương thế mà còn có một sư huynh. Ánh mắt Lý Mộ từ trên người nam từ cao gầy này đào qua, nhìn tâm mắt xẹt qua mắt hắn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Mặt người này không giống người thường, trong con mắt thế mà lại là một đôi con ngươi dựng thẳng, người bình thường không có khả năng có con người như vậy hầu như là nháy mắt đi mộ đã đoán ra được nguyên nho bật thốt lên nói yêu vật biến hóa yêu tu kiểu cảnh cảnh giới thứ nhất tên là khai thức yêu vật một cảnh giới này chỉ có thinh ra linh trí cơ sở chỉ số thông minh như đứa bé ba tuổi khi yêu vật tu hành tu giới cảnh giới thứ hai tố thai linh trí đã không khác gì người thường có thể thông nhân tính nói tiếng người hành động mau lẹ tuy vẫn là thân thể dã thú nhưng thân thể đã xảy ra lột xác đại bộ phận dã thú trong rừng núi đều không phải là đối thủ của yêu vật tố thai còn cáo trắng kia lý mộ cứu đó là một cảnh giới này nhưng nàng có thể chỉ là vừa mới tố thai nếu không sẽ không bị cạm bẫy của thợ săn bắt được cảnh giới thứ ba hóa hình là một giai đoạn thực lực yêu tu tăng vọt tu hành giả nhân loại vô luận là võ đạo hay tu phật lần đầu tiên thực lực lột sắc nhảy vọt đều là thời điểm hạ tam cảnh bước vào trung tam cảnh nhưng yêu tu khác chúng nó tu hành so với nhân loại nhân gian nan hơn rất nhiều nhưng ở sau khi hóa hình liền có thể thật sự thay đổi da thịt thân thể kiên cường dẻo dai vô cùng lại thêm thần thông trùng tộc khó chơi hơn xa so với quỷ vật này cho dù là người tu hành tu vi cảnh giới thứ ba tụ thần gặp phải yêu vật hóa hình cũng phải đau đầu lý mộ chỉ có động một vách nếu không phải có kiểu tự chân ngôn có thể so với đạo thuật không có khác biệt quá lớn với người thường đối với phó yêu vật tố thai cảnh cũng bảo lao lực huống chi là hóa hình nam tử cao gầy đánh giá lý mộ trên mặt hiện ra một tiếng nghi ngờ nói sự đệ đó của ta tuy không nên thân nhưng cũng có tù vi ngưng hồn, pháp lực dao động trên người ngươi nhỏ bé như thế, nhiều nhất luyện hóa một phách là như thế nào giết chết hắn. Lý mộ chưa trả lời, không nói. Nam tử cao gầy nhìn Lý mộ nhếch miệng cười nói, Bây giờ không nói, đợi lát nữa ta mang ngươi lột ra rút gần, siêu hồn của ngươi thì cái gì cũng biết. ngay lúc này, môi của Lý Mộ khẽ động, bật khẽ một âm tiết. Đoàn một tiếng, một tiết sét đột ngột bổ xuống bổ vào đỉnh đầu nam tử cao gầy. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra sau khi ý thức được đối phương là yêu tu hóa hình, trong lòng hắn đã nâng lên toàn bộ sự cảnh giác. Trong kiểu tự chân ngôn, chữ thứ nhất là lôi pháp, là sát chiêu lớn nhất cũng là duy nhất của hắn trước mắt. Ở ờ, lúc đối mặt với đối thủ so với hắn cường đại hơn quá nhiều, hắn phải hết sức chăm chú tập trung tinh thần, cam đoan một đòn giết chết nó. Nếu không chết chính là bản thân hắn. Ánh mắt lý mộ nhìn về phía nam tử kia con người đột nhiên co lại. Lúc tê xét đó đánh xuống, nam tử cao gầy đối diện cũng không giống tên lúc kia biến thành than đen. Bóng người gã biến mất vào hư không, chỉ để lại tại chỗ một lá bùa màu vàng. Vốc một tiếng, lá bùa đó sau khi rơi xuống đất liền tự mình cháy lên hóa thành cho tàn bóng người nam tử cao gầy xuất hiện ở một phương hướng khác lúc này gã sớm không còn sự lạnh nhạt vừa rồi sắc mặt tái nhợt trên mặt tràn đầy sự kinh đợi sợ chấn động nói lối pháp lối pháp là thần thông người tu hành trung tam cảnh mới có thể dùng nếu người trẻ tuổi đối diện là cao thủ trung tam cảnh gã hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ trên thực tế, nếu không phải là thế thân phủ kia của gã hai năm trước trả giá cao mua một tấm, thầy hắn cản một phát thiên lôi vừa rồi, gã bây giờ đã chết. Thần thể nam tử cao gầy run run kinh hoàng nói, Lôi pháp, người, một người ngay cả bảy phách cũng chưa luyện hóa, sao có khả năng biết lôi pháp? Không, đây không phải là lôi pháp, lôi pháp di chuyển không nhanh như vậy, đây là đạo thuật, đây là đạo thuật. Đừng nói luyện phách cho dù là người tu hành tụ thần cảnh cũng không có khả năng nắm giữ lôi pháp thì có đạo thuật trong truyền thuyết mới có thể lấy pháp lực nhỏ nhoi ở trong thời gian ngắn như vậy dẫn động lực lượng trời đất. Đoàn một tiếng Lại một tiếng xét bổ xuống nhưng nam tử cao gầy sớm đã có chuẩn bị linh hoạt tránh ra. Đoàn đoàn liên tục Từng tia xét bổ xuống mang mặt đất phụ cận bổ ra từng cái hố đất cháy đen, nhưng không có một tia xét nào bổ vào trên người nam tử cao gầy kia Nam tử cao gầy ngay từ đầu kinh hoàng dần dần trở nên kinh ngạc nhàn nhạt Cuối cùng dùng ánh mắt trêu tức nhìn Lý Mộ nói Bổ đi, ngươi bổ tiếp đi Cho dù là ngươi hiểu được đạo thuật lại như thế nào Chờ ta siêu hồn của ngươi Lôi pháp đạo thuật này chính là của ta rồi Trái ngược với nam tử cao gầy Vẻ mặt của Lý Mộ lại càng lúc càng ngưng trọng thẳng đến bây giờ phút này hắn mới ý thức được sau khi dùng lôi pháp dọa đi ác quỳ đánh chết tên luồn kia hắn đã sinh ra nhận biết sai lầm đối với thực lực của bản thân ở trên tu hành hắn như là một đứa trẻ con cho dù là tay cầm vũ khí sắc bén cũng không phải là đối thủ của một người trưởng thành tay không theo pháp lực dần dần khô kiệt sắc mặt hắn chậm rãi trở nên tái nhợt cuối cùng không cách nào phóng thích được tia sét kia nữa nam tử cao gầy vẫn giữ khoảng cách đối với lý mộ một khắc nào đó hắn bỗng nhiên mở mồm một đầu lưỡi màu xanh biếc từ trong miệng phun ra tựa như dây leo quấn về phía cổ của lý mộ ngay tại lúc đầu lưỡi dài mấy trượng kia sắp quấn về phía lý mộ lý mộ bỗng nhiên lật bàn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa màu vàng thuận tay dán ở trên đầu lưỡi nam tử cao gầy vươn ra đây chính là, là lá bùa ngày đó tên lùn kia định thân Trương Sơn. Đầu lưỡi nam tử cao gầy vươn ra, dừng ở không trung, thân thể cũng cố định trong một chớp mắt, nhưng ngay sau đó đầu lưỡi kia liền lại bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên lá bùa đó cũng không thể hoàn toàn định thân nó. Nhưng đối với đi mộ mà nói, một chớp mắt thế, thế là đủ rồi. Đoàn một tiếng, một tia xét bổ thẳng vào đỉnh đầu nam tử cao gầy, quần áo gã hóa thành cho bụi thân thể cũng ở trong vút chốc biến thành than đen một cái bóng âm mưu nhạt nhạt từ xác chết như than đen của nó chậm rãi bay ra đó là một con thần làn thật lớn nó lơ lửng ở không trung đôi mắt to bằng nắm tay nhìn chằm chằm lý mộ vô cùng giận dữ quát huyết thực thấp hèn người dám hủy cơ thể của ta ta muốn từng miếng một nhai nát hồn phách của ngươi thân thể bị hủy nó nổi giận đến cực điểm từ trong hư không hướng về lý mộ lao tới Lý mộ chắp hai tay môi rung động Trên người dần dần tản mắt ra ánh vàng Hư ảnh thần lằn bị ngăn cản ở ngoài ánh vàng Mỗi một lần muốn tới gần đều sẽ bị thiêu đốt lui về Nó lơ lửng ở không trung lạnh lùng nhìn Lý mộ âm trầm nói Biết pháp kinh Phật môn lại như thế nào Ta trái lại muốn xem pháp lực của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào Trên người Lý Mộ ánh sáng vàng lập lòe, trái tim đã chìm đến đáy vực, vừa rồi vô số thế xét đã hao hết pháp lực của hắn lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được con thần làn tinh này giờ phút này hắn dựa vào chỉ có pháp lực mà chuỗi phật châu kia lý mộ có thể cảm thụ được phật châu trong tay hắn pháp lực đã tới gần khô kiệt vịnh bích thủy ngay cả phía trước cách đó không xa lý mộ nghiến răng hướng phía trước sài bước chạy đi linh hồn thần làn tinh đi theo phía sau hắn lạnh lùng nói Ta xem người có thể chạy đi đâu Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Vành một tiếng Lý mộ chỉ chạy ra hơn 10 bước Phật trâu ở trong tay liền hao hết pháp lực Âm ầm vỡ vụn Cùng lúc đó Phật quang trên người hắn Cũng là ở nháy mắt tiếp theo biến mất Lý mộ chỉ cảm thấy trời đất Phay chuyển một trận Sau đó trước mắt tối sầm Ngã xuống mặt đất không biết gì nữa Hư ảnh của thần năn cho do khắc này đã lâu thấy vậy nhách miệng điên cuồng cười một tiếng mở cái miệng rộng lớn hướng lý mộ ngã xuống đất lao đi. Nhưng dưới cú bổ nhào chỉ thấy bốn móng vuốt của gã ở không trung vùng không ngừng, thân thể lại không nhúc nhích. Thần làn tinh vận vẹo thân thể nhìn thấy phía sau cách đó không xa một nữ tử áo trắng bay ở không trung, một tay cầm lấy cái đuôi nó. Cái tay kia nhìn cực kỳ nhỏ nhắn lại như có lực lượng to lớn vạn quân, khiến nó không thể dãy giụa cảm nhận được khí tức của nữ tử áo trắng trong mắt nó toát ra sự cực độ sợ hãi run rộng nói tha cho ta đi tha cho ta đi nữ tử áo trắng ánh mắt hờ hững nhẹ nhàng hít vào một hơi linh hồn con thần lần tinh liền trực tiếp sụp đổ hóa thành một đám sương mù bị nàng hít vào thân thể trên mặt của tô hòa lộ ra vẻ hài lòng bóng người tung bay xuống bế ngang Lý Mộ lên biến mất ở sâu trong rừng rậm bờ sông. Khi Lý Mộ lần nữa tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường, đây tựa như là một căn nhà gỗ trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, một giá sách. Ngoài ra đó là một cái giá bố trí đồ vật, tuy đơn giản nhưng cực kỳ sạch sẽ. Ký ức cuối cùng của hắn là hắn cùng tên thần lành tinh hóa hình kia đấu pháp thiết kế giết thân thể của gã nhưng đối phương mặc dù mất đi thân thể linh hồn vẫn cường đại như cũ cuối cùng lý mộ vẫn hao hết pháp lực hồn mê lý mộ nhìn thấy hồn của thần lan tinh kia lao tới lý mộ từ trên giường ngồi dậy lẩm bẩm nói ta chết rồi tô hòa từ bên ngoài đi vào nói nếu ta đến muộn một khắc ngươi có thể thật sự sẽ chết trong tay xúc sinh kia Lý mộ ngẩn ra một phen sau đó liền kinh hỉ nói: "Tô cô nương, uống nước đi." Tô Hòa đưa một chén trà cho Lý mộ sau đó hỏi: "Người sao lại trêu chọc vào yêu vật hóa hình?" Lý mộ bưng chén nước thấm ướt môi sau đó nói: "Vì giấu diếm chuyện Lâm Uyển Triệu gia từng mời một tà tu khi ta cùng đồng nghiệp điều tra vụ án này." bị gã phát hiện gã vốn muốn giết chúng ta diệt khẩu về sau bị ta may mắn đánh chết còn yêu vật kia nói mình là sư huynh của tà tu đó hẳn là từ tới để trả thù ta tô hoài dùng tô hòa dùng ánh mắt khác khác biệt nhìn hắn nói người vừa mới tu hành không lâu đã có thể mang yêu vật hóa hình đánh bị thương đến loại trình độ này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự khó làm người ta tin tưởng. Lý mộ cười khổ nói, ta chỉ là dùng một chút mưu kế mà thôi, yêu vật cảnh giới thứ ba quá cường đại, ta căn bản không phải là đối thủ nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta bây giờ ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ đến con thần ẩn kia Lý Mộ nhìn về phía Tô Hòa hỏi Đúng rồi, yêu tình đó đâu? Tô Hòa nhẹ nhàng bâng quơ nói Chết rồi, ta đã nuốt hồn nó. Lý bộ vốn tưởng Tô Hòa chỉ là ác linh cảnh giới thứ ba, bây giờ xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của nàng. Thật lần tinh kia là yêu tu cảnh giới thứ ba, dù là thân thể gã tiêu tán, linh hồn cũng sẽ không yếu hơn ác linh cảnh giới thứ ba, dù vậy vẫn chết ở trong tay của Tô Hòa, chỉ sợ tu vi của nàng đã sớm vào trung tam cảnh. Quỷ tu, quỷ tu hạ tam cảnh chỉ có thể xưng là linh, âm linh, oán linh, ác linh đều thuộc về linh thể. Linh thể thuần âm bị lôi pháp Phật quang các thứ khắc chế. Người tu hành hai tông Phật đạo, cho dù là đạo hạnh không cao thâm bằng chúng nó, vẫn có thể bằng vào thủ đoạn Phật đạo chính tông lấy yếu thắng mạnh. Quỷ tu trung tam cảnh lại được xưng là hồn cảnh. Quỷ vật một cảnh giới này đã rút đi thân thể âm linh, thanh tiêu hồn thể có thể ngưng tụ thân thể bất cứ lúc nào hơn nữa không sợ hãi Phật quang nữa hoặc là thủ đoạn khác nhằm vào quỷ vật người tu hành đấu pháp với nó sẽ không có bất cứ ưu thế nào về phần thượng tam cảnh đó là quỷ cảnh thật sự pháp lực thông huyền có thể điên đảo âm dương quay vần tạo hóa mặc dù là ở u đô quỷ vực cũng là tồn tại có thể thống ngự trăm vạn âm hồn như quân lâm thiên hạ có trách ở lúc lý mộ đề cập triều đình nàng hoàn toàn không sợ oán linh ác linh các thứ triều đình giết thì giết mà đối với quỷ tu trung tam cảnh có thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi bên trên sẽ tuyệt đối không vận dụng vũ lực tô hòa nói xong một lần nữa nhìn về phía lý mộ nói ta ở nơi đó đã nhận ra ký tức lôi pháp hơn nữa không phải là lấy lá bùa dẫn dắt mà là lôi pháp thuần khiết trực tiếp Lôi pháp là pháp thuật người tu hành thần thông cảnh mới có thể tụ tập. Người pháp lực lông cạn không có khả năng thi triển lôi pháp thần thông, chẳng lẽ là dùng đạo thuật. Lấy đạo hạnh lý mộ ngày hôm nay trừ mượn lực của trời đất căn bản không có năng lực vượt cảnh giới giết địch, ắn gật gật đầu đối với Tô Hòa cũng chưa phủ nhận. Tô Hòa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn khó hiểu nói. Pháp kinh đạo thuật đều là bí thuật của Phật môn, đạo môn Chỉ chuyên đệ tử hành tâm Người biết Pháp Kinh lại thông đạo thuật Nhưng Pháp lực lại thấp kém như thế Đối với chuyện tu hành hiểu biết cũng không nhiều Lý mộ về mặt xấu hổ loại chuyện này căn bản không có cách nào giải thích với nàng. Trung Quy không thể nói một năm nữa mùa đông, một hòa thượng cùng một đạo sĩ ngất xỉu ở cửa nhà hắn. Tô Hòa cũng chưa tiếp tục truy hỏi, chỉ nói mà thôi. Mỗi người đều có cơ duyên, nhưng người phải nhớ, ở trước kia, khi người có thực lực bảo hộ bản thân, tốt nhất đừng để người khác biết, nếu không, cái này có thể mang đến họa sát thân cho người. Lý bộ gật gật đầu nói, ta biết rồi. Tô Hòa từ trên giá sách góc tường lấy ra một quyển sách nói, cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn là hữu dụng, xem như cảm tạ ngươi trả cho Lâm Uyển sự công bằng. Lý Bộ nhớ tới lần trước nàng từng nói nếu hắn có thể giải quyết chuyện Lâm Uyển thì tặng hắn một món đồ, chẳng lẽ chính là thứ này? Hắn tiếp nhận quyển sách vốn không có bìa này mở ra một tờ, thấy bên trong rậm rạp chữ viết vô số nhỏ. Phòng xuất cấn giác, địa hộ bài binh, bốn phương tiền lộ, hộ sát mãnh phong, cấp cấp như luật lệnh. Tứ hải hỗn nguyên ngũ nhạc khu hồn, thạch liệt cự nghịch, cảm hữu trương lân, hành vân bố khí tụ chất luyện chân, lục đinh lục giác, cấp cấp như luật lệnh. Đồng giáp quyền Đồng giáp kiền nguyên hành, chính khí tốc lưu hành, ngộ thụ trường sinh mệnh, thiên địa trường trung hoành, ẩn phục tùy ngô chú dụng tắc lôi vũ đằng, cấp cấp hàng cấp cấp hàng cấp tốc hiện Chân hình cấp cấp như luật lệnh lý mộ mặt lộ về kinh ngạc trên quyển sách này ghi lại thế mà tất cả đều là pháp thuật thần thông đạo môn tá phòng bố vụ kỳ kỳ tình đảo vũ triều lai nhĩ khứ lý thủy tạ tạ hóa nhập thủy ngự phong truy hồn nhiếp phách ẩn hình nặc tung ngoài ra còn có nhiều loại chú ngữ lôi pháp khu quỷ diệt yêu hắn lật tờ phát hiện quyển sách này chỉ có nửa bộ ghi lại luyện phách đến thần thông cảnh mấy chục loại thần thông pháp thuật đạo môn uy lực của đạo môn vô cùng cường đại mặc dù là người có pháp lực mỏng manh cũng có thể thông qua đạo thuật mượn sức mạnh trời đất thi triển ra pháp thuật cường đại đạo môn vì phòng ngừa chúng nó rơi vào trong tay người mang lòng bất chính nguy hại nhân gian đối với đạo thuật xưa nay là giữ bí mật mà bất truyền. Những pháp thuật thần thông này tuy không bí mật mà bất truyền giống như đạo thuật, nhưng cũng không phải là con đường thường quy có thể dễ dàng đạt được. Nếu nói Lý Thành đưa cho hắn quyển sách kia thì là nhập môn phổ cập khoa học, như vậy sách này là giáo trình tiến giai, có thể khiến Lý Mộ thông suốt tu hành tới cảnh giới thứ tư. Tô Hòa nói, Mười mấy năm trước, có một đạo sĩ cùng yêu vật ở trên không vịnh bích thủy đấu pháp. Hẳn đạo hạnh không bằng yêu vật kia, bị nuốt thân thể cùng hồn phách. Nửa bộ đạo thư này chính là từ trên người hắn rơi xuống. Ta vốn chỉ là âm linh trong đầm này, có được sách này, học được chút phép dẫn đường. Hơn mười năm qua, đứt quãng tu hoành mới có đạo hạnh như ngày hôm nay. Lý mộ cũng không từ chối mang nửa bộ đạo thư này cất đi, tô hòa mỉm cười nói xem ra người cả quả nhiên là tự mình tu hành lý mộ ngẩng đầu nói không dối cô nương sách này đối với ta là có tác dụng lớn cô nương ngày sau nếu có gì cần lý mộ nhất định dốc sức báo đáp tô hòa đối với hắn không chỉ có ân tặng sách còn có ân cứu mạng địa vị trong lòng hắn là có thể đặt song song với hòa thượng kia tô hòa lắc lắc đầu nói ta tặng ngươi sách này chỉ là cảm tạ việc ngươi làm cho lâm nguyền lại không phải để ngươi báo đáp ta vịnh bích thủy này lại hẻo lánh hàng năm không thấy bóng người ngươi nếu có chút lòng thời gian rảnh rỗi tới nơi này nói chuyện với ta kể một chút chuyện bên ngoài cho ta nghe ta đã rất vui vẻ rồi lý bộ cười cười nói đương nhiên là có thể nói rồi nha tô hòa cười cười lại nói Người sau khi trở về giúp ta hỏi thăm một người. Lý Mộ hỏi, Người nào? Tô Hòa nói, Hắn tên Thôi Minh, 20 năm trước từng làm huyện lệnh Dương Khâu,